Hello anh em nhé, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay cái phớt cầu lưng một trụ. Thì tại sao mình cần phải thay phớt cầu? Những cái cầu lưng mà nó bị trào dầu lên ti này, hoặc là nó bị nước vào trong dầu mà không phải ảnh hưởng về lỗi ti, thì mọi người cần thay cái bộ phớt cho mình. Thì bộ phớt cầu bao gồm những cái gì? Thứ nhất là một cái gioăng này, một gioăng tròn này, một phớt để gạt cát và nước ở bên trên này, và một phớt giữ dầu bên dưới này. Đấy, thì nó sẽ có 3 phớt như này để mình nắp trực tiếp vào cái phần cầu này. Đầu tiên thì mình sẽ tháo toàn bộ ốc 24 trên mặt này ra. Đây là phần mặt bích dẫn hướng nhá. Bây giờ khi mình tháo toàn bộ ốc ra này, bây giờ mình sẽ bật cái mặt này lên. Anh em lưu tuyệt đối là không được phép là nghiêng cái cầu ra để anh em thay cái phớt nhá, tại vì lúc đó là toàn bộ cái phần ti nó sẽ bị nghiêng sang một bên, có cái mạc sắt nó sẽ gây hiện tượng là bị xước ti ben nhá. Nước ti nó tự nó ép. Nước ti cho nó ép vào. Lên đấy, xả mạnh đấy. Rồi ok, tôi bỏ ra đây, bỏ ra đây. Bỏ ra đi. Khi cầu anh em sử dụng tầm khoảng 5 đến 7 năm nhé, hoặc là anh em sử dụng mà có hiện tượng là bị dầu bám lên phần lớp mạ chrome ti men cầu bên này, hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng cái phớt dầu là nước vào trong dầu, thì chúng ta nên lưu ý là tầm khoảng 3 đến 5 năm hoặc anh em sử dụng mà có hiện tượng như vậy, anh em nên thay cái phớt cho mình nhé. Thì cách thay mình vừa làm cho anh em xem rồi đấy, anh em nó nhìn rất là đơn giản thôi, anh em có thể gọi trực tiếp cho mình để mình tư vấn anh em cách thay nhé.